Kỳ lạ, chú gà biết nghe tiếng người nói và biết dần hơn. Chú gà trống lâu năm có tính cách y như một đứa trẻ con, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip về chú gà trống lâu năm có tính cách y hệt như một đứa trẻ, khiến cộng đồng vô cùng thích thú và đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ từ người xem. Theo như lời kể của người chủ, thì chú gà này có tên gọi là Chip và tuổi đời khoảng 10 năm. Nếu như có người lạ vào nhà thì nó đuổi theo mổ cho bằng được. Chú gà này như một cậu bé mới lớn và có linh cảm như một con người thực sự, khiến người chủ chăm sóc nâng niu từng xíu một. Do màu quá dài và to nên lúc nào chú gà cũng đi trong tình trạng cúi đầu xuống, giống như là đang rất mệt. Đi lại có vẻ khó khăn, cho nên chú gà chọn cách hạ mình xuống đất để nằm cho thoải mái hơn là di chuyển với bộ màu gà quá lớn như vậy. Chú gà được chủ yêu chiều đến mức chủ phải tắm gội thường xuyên và cho ăn uống như một con người thực sự. Đi đâu cũng bế theo nó đi vì sợ ở nhà nó buồn và đói không tự ăn được. Người chủ có kể rằng coi chú gà như là một thành viên nhỏ trong gia đình của hai vợ chồng, nên mỗi lần đi đâu về là nó ra mừng quấn lấy, chạy quanh chân luôn. Hễ như hôm nào có về muộn là nó ra ngoài cửa nằm chờ về bằng được mới thôi. Và theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học thì loài gà không đần như chúng ta vẫn nghĩ. Ngược lại, chúng còn đưa ra được lý lẽ logic tốt hơn trẻ nhỏ. Mỗi con gà có tính cách riêng biệt và thậm chí đáng nguy hiểm hơn là chúng có khuynh hướng sử dụng những trò xảo quyệt để đạt được mục đích. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố bởi các nhà khoa học Mỹ và đã được đăng tải trên tạp chí Animal Connection. Nghiên cứu mô tả về trí thông minh của loài gà đã bị đánh giá thấp nhiều năm nay. Và để chứng minh ngược lại, họ đã đưa ra những ví dụ về khả năng suy nghĩ của gà không hề thua kém động vật có vú cũng như các loại linh trưởng. Gà trống thành tinh nghe hiểu tiếng người còn biết diễn xuất, bảo xỉu là xỉu, bắt chủ đều đi chơi khiến ai cũng ngoái nhìn. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một chú gà trống rất đặc biệt, không phải vì vẻ đẹp hay vì cân nặng. Điều thú vị nằm ở chú gà này là sự tinh khôn giống như con người. Chú gà trống đáng yêu này đã nhận được rất nhiều tình cảm của dân mạng sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi. Và theo như thông tin từ phía người đăng tải, chủ nhân của chú rất thương yêu con gà này và đã nuôi từ khi còn bé xíu. Đoạn clip ngắn ghi lại cuộc nói chuyện giữa người quay clip và chủ nhân của chú gà. Trong đó, người xem có thể thấy chú gà trống này đang nằm ngủ rất thoải mái với tư thế co hai chi. Một lúc sau, do bị đánh thức dậy, chú gà nhảy xuống yên bước đi lệch khệch như người. Chú còn tự biết nhảy lên yên xe để chủ nhân bế về. Không những vậy, chú còn biết đứng ngoan ở phần sau xe để chủ nhân của mình đèo về mà chẳng cần tới mấy cái bu gà, người ta vẫn thường dùng. Gà trống thành tinh nghe hiểu tiếng người còn biết diễn xuất, bảo xỉu là xỉu, bắt chủ đèo đi chơi khiến ai cũng ngoái nhìn. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một chú gà trống rất đặc biệt, không phải vì vẻ đẹp hay vì cân nặng. Điều thú vị nằm ở chú gà này là sự tinh khôn giống như con người. Chú gà trống đáng yêu này đã nhận được rất nhiều tình cảm của dân mạng sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi. Và theo như thông tin từ phía người đăng tải, chủ nhân của chú rất thương yêu con gà này và đã nuôi từ khi còn bé xíu. Đoạn clip ngắn ghi lại cuộc nói chuyện giữa người quay clip và chủ nhân của chú gà. Trong đó, người xem có thể thấy chú gà trống này đang nằm ngủ rất thoải mái với tư thế co hai chi. Một lúc sau, do bị đánh thức dậy, chú gà nhảy xuống yên bước đi lệch khệch như người. Chú còn tự biết nhảy lên yên xe để chủ nhân bế về. Không những vậy, chú còn biết đứng ngoan ở phần sau xe để chủ nhân của mình đèo về mà chẳng cần tới mấy cái bu gà, người ta vẫn thường dùng. Cô gái đặt bong bóng xà phòng lên tuyết, vài giây sau điều kỳ diệu xảy ra. Những quả cầu tuyết thường trông thật huyền ảo và bắt mắt. Nếu dùng trí tưởng tượng mà nhìn vào đó, rất nhiều các hình ảnh từ xứ sở tuyết trắng sẽ hiện ra trước mắt bạn. Video ghi lại sự hình thành bong bóng tuyết dưới đây chắc chắn sẽ làm bạn mãn nhãn đấy. Nếu cái lạnh ngoài trời bút giá đến mức làm răng bạn lẫy bẫy, bạn hãy thử phun nước sôi vào trong không khí. Điều bạn có thể chứng kiến chính là hiệu ứng khi những tinh thể băng được hình thành. Còn nếu việc đổ nước sôi có vẻ nguy hiểm thì sao bạn không dùng bong bóng xà phòng nhỉ? Hãy cùng tìm lại với ký ức tuổi thơ, cô này đặt một bong bóng xà phòng hình cầu lên đống tuyết và theo dõi sự biến đổi của nó. Bong bóng xà phòng được hình thành khi các phân tử nước liên kết với nhau giữa các phân tử xà phòng và đã bị đóng băng trước khi bong bóng vỡ, tạo thành hình dạng giống như quả cầu tuyết. Không khí trong quả cầu sẽ khuếch tán nhanh hơn nếu trời ấm và chậm hơn nếu trời lạnh. Ông Ryan Woolmer, giám đốc bảo tàng khoa học và công nghiệp Chicago giải thích,
Nếu thời tiết rất lạnh, các bong bóng sẽ hình thành nên các tinh thể. Thay vì bị vỡ như thường lệ, các quả cầu này sẽ rạn nứt sau khi cấu trúc tinh thể được hình thành. Khi nhiệt độ ngoài trời vào khoảng âm 15 độ C với một chút nắng và gió, một bong bóng có thể đóng băng trong vòng 1,27 phút. Chú voi quỳ gói gặp người cúi lạy Quan Âm Bồ Tát, nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Ngỡ ngàng trước hình ảnh chú voi to sừng sững quỳ gối lạy Quan Âm Bồ Tát khiến dân mạng xôn xao nhiều ý kiến trái chiều. Đoạn clip ghi lại cảnh một chú voi cực kỳ to lớn đang từ từ khuỵ chân quỳ gối cúi lạy trước tượng Quan Âm Bồ Tát khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc này, nhưng đa phần mọi người đều suy ngẫm về hướng thiện của loài vật này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!